Bây giờ làm sao mà đi chợ mà mớ được cái thìa thì đẹp. Mớ được cái thìa thì ngon. Tay của tôi vẫn một sao. Cày áo chịu được. Một sao. Đúng thật chứ. Sao mà đó được? Sao mà đó được? Good job. Thịt lấy hai con. Má cá sấu ấy biến khổng lồ. Tức thật chứ. Tôi thừa một cái kiếm à? Grit. Grit trước. Grit kiếm trước mất. Kẹt. Ra là lấy cái huyết kiếm trước là ngon nhất. Nhưng bài này vẫn phải ưu tiên vô cực. Phải có vô cực. Cực cuồng đao huyết kiếm.
kiếm. Vô cực cuồng đao huyết kiếm. Đúng rồi, ném cái bọn dàn sau không cần cung xanh lắm, bởi vì cái bọn dàn sau toàn là cái bọn không có giáp. Mình giết bọn đấy xong thì cái bọn có giáp còn lại thì nó chỉ là cái con bịch bông thôi, nên là có lẽ là mình sẽ ưu tiên vô cực cuồng đao huyết kiếm thì sẽ là ok hơn. Tối nay coi giải ở đâu? Ở đây bạn ơi, coi ở đây. Coi ở đây. The hammer does most of the work. I just swing it. Mẹ vớ vẩn, thua quá thì đau đầu. Tiền. Come on. Come on. Mẹ thấy rằng chưa được con Raven nào cơ, chưa có một con Raven nào cả. Họ roll hết tiền ở level 4 này mà còn thừa hơn 20 vàng mà nó ra được con Pat 3 là hơi đỉnh đấy. Tuần này kiểu ghét thì cũng thua thôi, được rồi, lấy lợi tức đi. Chấp nhận, đằng nào cũng đang chuỗi thua. Tầm này thua cho nó giàu. Thua thêm vài round nữa cũng được. Giữ cái chuỗi thua này lâu lâu một tí. Tôi cố tình không nhặt đồ nhá. Tuần này tôi cố tình không nhặt đồ, tuần sau tôi nhặt sau. Tuần sau tôi sẽ mua full cái hàng trời, tôi nhặt sau.
nên thua. Thiếu con đéo gì nhở? À, lập lăng level 6, bỏ. Bán tốt. Nhưng mà gặp con Lucian này thì hơi căng rồi. Giáp ba tin tặc. Fuck off. Stop.
Bây giờ làm sao mà đi chợ mà bớ được cái thìa thì đẹp. Bớ được cái thìa thì ngon. Con tanh của tôi vẫn một sao. Cày á, chịu được. Một sao. Tức thật chứ. Đánh cái bài đào hầm này nó có một cái hay là tôi thấy nó có một cái hay là cái con đào hầm này không bao giờ bị lốc cả, nên là các bạn không bao giờ phải băn khoăn về cái chuyện là phải né lốc đối phương như nào hết, không bao giờ lo bị lốc hết. Giờ rồi đấy, gặp cái con Lucian có diệt khổng lồ thì hơi căng rồi. Nhơn đồ thì cũng đẹp đấy, đồ thì cũng đẹp đấy bro. Tôi có chứ, có cáp dài chứ, không có Leona sao có thìa. Không, con Lucian bình thường thôi, không ra cảm đâu. Lucian này hay là Draven này, tôi đều cảm nhận là bọn nó đúng giá. Đúng giá một tiền. Vậy thôi. Có gì đâu mà rác với rưởi. Hay quá nhở, Fiddle Stick được nhảy 2 lần mà đồ cũng chuẩn nữa. Mũ mao các thứ. Bây giờ chỉ ước lên level 8 được xong bắt được con Leona. 5 thần giáp cho nó khỏe thôi. Ôi, nhưng mà cứ nhìn cái cảnh con sen 1 sao nhìn trông. Cầm 2 đồ tanh nhìn ngu đéo chịu được thôi, phải đi đái giải đen cái. Đi đái giải đen cái. Lúc nãy có bạn bảo là đánh con Draven là phải kết hợp với siêu nhân này kia, nhưng mà cái bài này nó ưu tú, nó ưu việt hơn cái bài siêu nhân rất là nhiều ở một vài khía cạnh là như thế này. Thứ nhất là nó có thể tấn công thẳng ra hàng sau của đối phương, và hiện tại thì cái meta này là một cái meta để có thể counter được rất nhiều bài mạnh bây giờ, ví dụ như là đánh cái bài xạ kích này, đánh bài pháp sư, ma pháp sư, vệ binh tinh tú, là gặp mẹ con Draven đào hầm này sợ vãi cả cứt ra quần, kể cả là Lucian
Các bạn thấy nãy giờ tôi vả thằng Lucian mấy phát rồi đấy. Đây là một bài counter được rất nhiều bài meta. Rèn đi, cho cái búa rèn đi. Mà đánh siêu nhân ý, thì các bạn lại bị một cái áp lực đó là phải up rất nhiều con tướng 3 sao. Up rất nhiều những con tướng lên 3 sao thì siêu nhân nó mới khỏe, bởi vì cái nội tại siêu nhân nó là như vậy rồi đúng không? Nhưng mà đánh bài này thì không bị áp lực đấy. Quên mẹ nó mất. Mình còn một cái này mà mình quên mẹ mất. Đấu sĩ admin là cái admin thôi. Đánh cái này dễ đánh hơn là siêu nhân. Mỗi tội là admin ván này không đẹp. Admin ván này mà đẹp nữa thì tuyệt vời quá. Thấy không? Thề với các bạn là bọn ma pháp sư gặp cái bài Raven để sợ đái các mẹ ra quần. Lúc nào phải vừa đóng bỉm vừa chơi. Sợ lắm luôn ý. Cái con Raven này nó sẽ yếu hơn con Raven siêu nhân. Cái đấy là khẳng định. Và lắp đồ như vậy thì nó cần nhiều thời gian hơn để nó mạnh ở trong ban đầu. Chứ không thể là vừa vào phát thì nó khỏe ngay như con Raven siêu nhân kia được. Ui, nhưng mà cái tác dụng nó đem lại ở trong cái meta này thì nó mê hoặc lắm. Nó mê hoặc lắm. Đúng, siêu nhân Ron tốn rất nhiều tiền. Còn đó, cái bài này các bạn chỉ cần focus vào đúng con Raven thôi. Đúng con Raven. Các cái con còn lại á, lên được thì tốt. Không lên được, yếu xào cả. Xếp cờ thì lại còn dễ chứ. Xếp cờ dễ vãi đái. Đây, cứ vứt con Raven đứng ở vị trí trung tâm thôi. Không cần né lốc, đúng rồi. Ít ra mạnh. Con lợn này. Lucian rác thế nhờ. Lucian rác đấy. Lucian. Với cả là đánh cái con này này các bạn đừng ưu tiên cung xanh nhá. Tức là có thì cũng được nhưng mà đừng ưu tiên cung xanh. Lắp cái combo này đam cho nó to. Điểm yếu của Raven này là về late dễ bị canh xếp bài. Ừ, cái đấy tôi cũng không phủ nhận. Xét cho cùng thì cái gì nó cũng điểm yếu cả. Chẳng có cái bài nào là bài vô địch thiên hạ cả. Ai mà chẳng có điểm yếu. Bài nào mà chẳng có điểm yếu.
Choáng thế. Bên kia hết đam. Thay vô cực bằng cung xanh có được không? Được thì tất nhiên là vẫn được rồi, chả có lý do gì mà lại không được cả. Nhưng mà các bạn phải hiểu rằng là cái gì? Cái mục tiêu đầu tiên các bạn sẽ ném ở trên sân thường là những con đam của đối phương. Mà những con đam của đối phương thì cái giáp cơ bản của bọn đấy rất thấp, thì các bạn cầm cung xanh nó có hiệu quả bằng vô cực hay không? Đúng không? Đấy, thay vì lột quần áo của đối phương thì các bạn đầu tư vào cơ bắp của mình bằng một cái vô cực kiếm các bạn ném chí mạng thì nó chả sướng hơn à? Đúng không? Đây, các bạn ném mấy cái con không có giáp này thì các bạn lắp cung xanh làm cái gì? Chẳng phải là cái combo nào mà đam đầu ra là to nhất mà phệt thôi chứ. Đấy, ném toàn là cái bọn không có giáp. Đây, bốn cái con đầu tiên mà các bạn ném đều là bốn con đam, không có một tí giáp nào cả. Và bây giờ thì khi quay ra đánh nhau với cái bọn áo choàng gai này thì lúc đấy cái stack của cùng đam của các bạn đã dồn lại được rất nhiều rồi. Crit chiêu ấy nó là cái cơ bản nhất rồi, nó là cái cơ bản nhất, nó là cái đấy là cái thứ mà không cần phải nói, mặc định các bạn phải hiểu. Cái đấy không cần phải nói, mặc định mọi người phải hiểu rồi mà, vì nó quá cơ bản rồi. Giống như kiểu là mời người ta đi ăn cơm thì chúng ta chỉ nói về đồ ăn thôi. Mời đi ăn cơm rồi còn lo không có cơm để ăn à? Đúng không? Ván này tôi nhìn thấy đối thủ của tôi cũng không nhiều thằng, nhiều máu lắm, tôi cũng không ưu tiên cái diệt khổng lồ. Thà tôi lấy cái này, lấy hút máu còn hơn, để cho nó khỏe hơn một chút xíu, trụ lại ở cái ván đấu lâu hơn. Câu giờ cho con Raven nó stack cái cuồng đao thì nó sẽ tốt hơn. Đường mãi khắp paradise.
Không phải là con Raven nó khôn, mà cái cơ chế của game nó là như thế, chứ không phải là nó khôn. Cái kiểu xếp cờ này này, luôn luôn làm cho cái dàn tanh của đối phương ùa lên phía trước một hàng hoặc hai hàng đây. Đây các bạn nhìn thấy không, con Pantheon nó bắt đầu bị đẩy lên một hàng. Nó để chơ tất cả những cái con đam chính ở phía dưới mà gần như không có cách nào giải quyết được vấn đề cả. Trừ khi các bạn vứt đam chính của các bạn lên trên, hoặc là các bạn phải xếp tanh đứng ở dưới đáy để hứng con Raven này thì may ra mới dồn chết được nó. Nhưng khó lắm, đánh với cái kiểu mẹ bọn đào hầm bây giờ nó cũng khó. Khó vãi nồi luôn. Biết là cái con Pai này cầm cái quỷ thư lướt nó có được vết thương sâu không? Sâu hắm luôn à? Sâu hắm luôn đây này. Đấy, đội bạn đang co lại. Nhưng mà tôi nghĩ là xếp cái kiểu co lại này tôi đã từng xếp nhiều lần rồi. Đây nhá, các bạn hỏi là có bị tao không? Câu trả lời là có. Con Raven này nó sẽ vẫn bị hấp dẫn bởi những cái yếu tố tao. Ví dụ như là bọ, ví dụ như là bọn vệ quân. Nó sẽ vẫn tao con Raven. Nhưng tựu chung thì cái cách xếp cờ nó vẫn không... Nếu mà gặp Raven đào hầm mà bo lại, không hiệu quả. Rất khó. Đã biết phải làm thế nào luôn. Đấy, họ rất thông minh này. Họ xếp tanh ở bên dưới để họ hứng con Raven của mình. Nhưng mà tiếc là cái con tanh của họ không đủ khỏe. Thì đấy cũng là một trong những cách để có thể điều trị con Raven này. Nhưng nó không... Biết nói nào nhỉ? Nó không điều trị được tận gốc. Tôi đã từng thua rất nhiều khi gặp cái con Raven chết tiệt này rồi. Ghét vãi lìn. Bài chóa quả khéo phết. Nhốt con sen ở trong góc nó cũng không phải là vấn đề. Khó ghê. Thua, tôi thua. Nhiều khả năng. À, còn cái nội tại huyết kiếm nữa. Chưa mất nội tại huyết kiếm.
Bài thằng kia cũng khỏe, nói chung là cũng ngang ngửa bài này đấy. Chẳng qua nó đang có một vài những con 5 tiền nó chưa lên được thôi kia kìa. Mấy con 5 tiền kia mà lên 2 thì cũng chưa biết thế nào đâu. Đây, bây giờ bạn còn để cả con Pantheon 3 đứng ở bên dưới để chơi con Raven của tôi nè. Đấy, nó đổi con Ezreal của nó lên bên trên. Đấy cũng là một cái phương án hay đấy, để đánh với con Raven đào hầm đấy. Còn tôi thì vẫn là theo cái bài không sai không sửa thôi. Hy vọng mà giết được cái bóng này sớm, đừng để cho cái bóng nó tung chiêu. Đấy, bóng chết rồi. Nhưng mà đam to quá. Cũng là một phương án hay, nhưng mà vẫn không triệt để. Gặp con Raven này đúng là phải chơi cái bài counter cơ. Chứ còn xếp cờ khó mà counter được lắm. Cái kiểu bo vào là không có tác dụng. Bởi vì sao các bạn biết bo không có tác dụng không? Bởi vì cái lốc xoáy tử vong nó đi theo một đường thẳng. Nó là đam AOE, nó là đam diện rộng. Mẹ nhiều khi bo cờ vào nó còn thằng con Raven nó còn sướng hơn ý. Nhưng mà nó lăn lên một cái lốc xoáy tử vong nó chết nguyên cả team. Cũng khó, nói chung là cũng rất khó.